Đầu tiên xin cảm ơn các chiến binh dũng cảm nhất vì đã giúp mình có đủ sự mạnh mẽ để thực hiện nội dung này. Nếu các bạn muốn trở thành một trong những chiến binh, hãy nhấn nút tham gia bên dưới để trở thành hội viên của kênh. Hãy chào bạn đã quay lại với channel mình, ok, quay lại với Auto Chat Mobi nha, ok. Wow. Cái rương mới đó, cái rương mà chính giữa màn hình mà thấy không? Cái rương mới đó có vẻ như mình đánh giá cao rồi nha. Cái rương mới là giá đang rất là ok luôn. Trang bị cái skin ở trong đó giá đang rất là ngon. Mình mới vô mình coi ở trong cái shop thì mình thấy giá đang rất là ok luôn. Kể cả bất kỳ chất lượng nào thì giá nó cũng đang rất là dễ lấy lại, gọi là cái bản gì ta dễ lời, dễ lấy lại vốn cho anh em. Thật sự luôn, mình cảm giác giống như là cái skin mới này nó thiên về cái hơi hướng kiểu giống như nó hơi lạ so với cái game này từ trước tới bây giờ. Nó không có bóng bẩy lắm nhưng mà nó hơi bụi. Nhưng mà bụi cái dạng ngầu các bạn. Một bộ skin này thì khả năng cao anh em sẽ có được rất là nhiều cái skin đẹp. Và giá cũng đang rất ổn luôn. Nếu bạn muốn mở thì bạn có thể mở cái rương mới. Mở rương mới thì chắc chắn rồi. Nhưng mà cũng đừng quên những cái rương cũ. Và những cái rương cũ bây giờ nó cái hồi giá lại cũng được cao lắm nha. Hình như là càng về, bắt đầu là càng về cuối năm người ta càng đầu tư nhiều hay sao đó. Cảm giác giống như là có nhiều ông chấp nhận mua những cái skin đã rất là lâu rồi với giá tiền rất là ngon. Với giá tiền rất ngon luôn. Mình cảm giác không phải do là cái chắc là người ta muốn sưu tầm á, với lại chứ sao mình có cái gì đó, cái gói mà mua chìa khóa đó mà nhận mỗi ngày đó. Người ta mở được nhiều hơn. Với lại người ta cũng đang chờ những cái skin mà giống như là cái chất lượng nó tốt chút xíu, perfect đồ này kia đó. Mà cái chất lượng perfect thì anh em sẽ biết rồi đó, nó random dữ lắm. Mình nghĩ nó không cần phải tới mức mà nó hoàn hảo đâu. Nằm ở gọi là bạch bích vi hà là nghe nó có ok rồi. Còn nữa thì giỏi lắm thì có, nếu bạn xài những cái skin nào bạn thấy nó ổn ổn mà nó thiên sa bách khổng mà nó bạc bạc màu, nhìn nó khác khác á, thì nó còn có khi nó còn đẹp hơn kể cả cái việc là bạn xài cái con perfect nữa. Perfect nhiều khi nó bình thường. Nó bình thường quá anh em không? Còn nếu mà anh em có thể thì sử dụng thiên sa bách khổng cho nó ngầu. Nó rách. Kiểu rách rưới phải không? Nhìn nó ngầu hơn nhiều. Rồi sau đó thì hôm qua thì cũng có nhận được một số thông tin từ anh em là sao? Đa phần anh em đều nói là sao cái update ở bản này thì hòa là kiểu như sao? Cần hai là có vẻ như là lên ngôi. Thì cái này là không phải mới update đây mà update trước nó đã lên ngôi rồi. Update trước đã lên ngôi rồi chứ không phải là cái update này nó mới lên ngôi bạn. Cho nên là nhiều bạn nói vậy thì nó cũng không kiểu như mình cũng bình thường. Kênh 2 là làm bố rồi, đúng rồi. Tại vì nó khỏe quá mà. Giờ có giảm hồi máu của nó thì sao? Cũng không ăn thua. Cũng đâu có ăn thua được. Giảm hồi máu kêu gì? Giảm hồi máu đi. Nó cho giảm thêm nữa. Giảm thêm cái gì? Giảm thêm cái tỷ lệ kích hoạt cái siêu cũng được. Hoặc là giảm thêm cái gì, giảm thêm cái giáp gì, là cái kháng phép lúc mà nhận được bậc siêu lên nhận được á, cho giảm thêm luôn được. Cho giảm thêm cũng được. Kênh 2 nó vẫn khỏe, mình khẳng định với anh em vậy luôn. Dù anh em có làm cái gì nữa thì kênh 2 nó cũng sẽ khỏe trong cái meta này, với lại một cái lượng trang bị ổn định. Dù có nép nữa thì nó sẽ đập thêm trang bị vô để nó mạnh thôi. Thí dụ như bây giờ nó không cần trang bị nó vẫn mạnh luôn. Thì sau khi bạn giảm hồi máu của nó thì bây giờ một cái chén thánh là nó đã quá đủ. Còn nếu mà lên được bạn ơi nữa thì thôi quên đi luôn, bạn giảm giáp của nó luôn, bạn giảm sát thương của nó luôn, bạn giảm giáp giảm phép luôn. Bây giờ mình có cái vật thẩm hoặc là giáp băng, giáp xương, nó cũng hồi lại đủ như vậy thôi. Là bây giờ nó không cần đồ nó mạnh. Bây giờ giảm sức mạnh của nó thì nó thêm đồ vô nó mạnh, nó mạnh là bình thường. Cho nên là không có chạy đi đâu được hết. Knight bây giờ nó là một trong những cái team mà không, nếu mà một thằng nào đó đi được thì bạn cái tỷ lệ thắng của bạn thấp lắm.
À, thật sự đi với Knight hiếm có cái team nào mà dám đủ tự tin nói là tao có thể thắng 100%. À, kiểu như bạn đối đầu với một thằng Knight thì bạn phải xem mặt của nó coi nó có đủ xanh hay không. Nếu mà nó thọt ok thì bạn có thể thắng, còn nếu mà nó xanh thì thôi xong rồi. Hết cửa bạn thấy không? Bít cửa luôn. Một thằng Knight xanh giờ bạn nghĩ có một cái team nào ăn được thằng Knight xanh đâu? Phải cho mình một cái tên. À, bạn cho mình một cái tên mà bây giờ bạn nghĩ ra trong đầu coi một cái tên nào mà ăn được thằng Knight xanh. Nhưng mà mình thấy rồi đó. Đây nè, già ngựa, bạn thấy không? Già ngựa là một cái combo kết hợp mà nó có thể bẻ về Knight nhanh nhất có thể luôn. Già ra rất sớm, mới hiệp thứ 7 thôi ra 4 tiền. À, mới hiệp thứ 7 ra 4 tiền, anh em tự hiểu đi. À, mình ôm cái đã rồi mình tính sau. À, mình chưa biết là nó có đi được không nha, cứ ôm cái đã để vô dùng. Đương nhiên là phải con 4 tiền nó phải khỏe hơn con 2 3 tiền chứ đúng không? Con 1 tiền đúng không? Cho nên là để vô dùng cái đã. Rồi tính sau. À, với lại setup ba hôm mình lấy kiếm cái sách thắng thì được một sách, thì một sách đó là tương đương với lại giá là 2 tiền. À, một sách tương đương với giá 2 tiền. Thì nó lại quá ngon chứ. Một tiền mình còn phải kiếm, ví dụ như con unicorn nó up lên 2 sao bán lời 1 tiền. Mà anh em còn phải để ý, cái này nó thắng được 2 tiền, ngon. Ờ, thắng nó được 2 tiền nó lại quá ngon đi chứ, ở đó mà lại chẳng húp vội húp vã liền đúng không, chứ ở đó mà ai mà chê được bạn đúng không. Ờ, có một sách với lại hoặc bốn sách thôi, mình đó giai đoạn đầu bạn chỉ cần có bốn sách thôi, bạn thay đổi được cái lối chơi luôn. À, ngay lập tức là bạn đè được người ta liền, ngay lập tức luôn. Tại sao? Bạn chỉ cần có bốn sách thôi. Giai đoạn này bạn lên 4 sách cái bạn lên level 7 sớm một cái là thôi khỏi phải bàn. À, 4 sách là 8 điểm rồi đó, cho nên là khả năng cao anh em được lên được level 7 sớm. À, chỉ cần giai đoạn đầu có nhiêu đó thôi, mà 7 là bạn biết cột mốc quan trọng. À, cột mốc rất quan trọng ở level 7 là một cái kiểu giống như là nó chưa phải 8. À, nó chưa phải 8 nhưng mà nó là 7. 7 nó từ 7 lên 8 nó tốn nhiều lắm nha bạn. À, từ 7 lên 8 nó khó hơn hồi trước rất là nhiều. À, là được nâng cái điểm kinh nghiệm cần thiết để lên level 8 lên đó. À, cho nên từ 7 lên 8 nó khó hơn. À, cho nên là level 7 quan trọng. Anh em có 7 sớm thì sao, khả năng anh em có 8 sớm là tốt, hoặc là anh em có cái lượng tướng nó đông hơn là ngon. Ở 7 xoay thì rất là tuyệt vời. Ở level 7 xoay không ai dám chê luôn. À, xoay bất cứ cái con bài nào cũng được dưới 4 tiền. À, dưới 4 tiền level 7 xoay chưa ngon. Nhưng mà bây giờ đam carry anh em đi những cái đội hình, ví dụ như Hunter 3 tiền, 2 tiền, level 7 xoay tuyệt vời. À, level 7 xoay là tuyệt vời luôn á. À, chứ không phải đùa đâu. Cho nên là level 7 nhiều khi á, nó còn quan trọng hơn cả level 8 nữa. Level 8 mình chưa xoay được 5 tiền. 9, anh em hãy nghĩ tới 9 anh em mới xoay được 5 tiền đi, chứ còn 8 chưa xoay được 5 tiền. Đó, nhưng mà đúng không? Cho nên là 8 chưa ngon, 9 mới ngon, cho nên là 7 9 à, 7 lên 8 chứ 8 lên 9 nó khác biệt dữ lắm. Cho nên lên 7 sớm là anh em có lợi thế khi mà anh em xoay những con mà rẻ tiền. Rồi anh em bắt đầu tích tiền lại. Anh em lên 7 sớm xong anh em tích tiền lại sớm nó ngon. À, lên chỉ cần lên 7 trước xong rồi tích tiền lại, nó bắt đầu nó cũng đi một loạt luôn. Tụi nó chưa có lên 7 anh em có thể ăn hiếp bằng cách là đông hơn. À, đông hơn một con, chưa tính tới cái việc là nếu mà anh em có mấy con giống như mèo hay là mấy con mà đẻ đó, trời ơi, anh em hơn một con vậy thôi. À, anh em hơn một con như vậy thôi, nhưng mà thật ra vào game là anh em hơn nó 3-4 con, đúng chưa? À, anh em nghĩ là anh em hơn nó một con vậy thôi, chứ mà vào game là anh em hơn nó 3-4 con liền. Đặc biệt là nếu mà là mèo hoặc là gấu. À, gấu 4 tiền á đó, hơn nó một thôi, nhưng mà vô game là thành 3. Vô game là thành 3, thành 2 liền. Chết liền luôn. À, cạp mèo đó là thấy cả vấn đề liền. Nó cho nên là 7 quan trọng. Bây giờ có sách xả 7 luôn. À, xả 7, xả 8 luôn. Mình á thì mình khả năng cao là mình sẽ xả 7. Chứ bây giờ mình xả 8 nó trễ, với lại đội hình của mình bây giờ ngay tại lúc này nè, ngựa ba mấy con he, mấy con Knight á thì nó human, nó rẻ rẻ không à. À, có con 4 tiền đó, nhưng mà mình cũng chả cần phải chọn con thuyền trưởng làm gì. Đồ tầm 3 tiền đổ lại là anh em có 6 human rồi,
chó nè, Agali Gnai nè, Lemon Visa nè, già nè, rồi The So nè, rồi ngựa nè, đó tầm 3 tiền đó, anh em đã có 6 human rồi. Chưa cần tới 4 tiền nha, 4 tiền anh em có thuyền trưởng nè, rồng nè, già nè. Đó, là anh em còn nhiều hơn chứ bây giờ già mình có rồi thì trời ơi nó dễ lên 6 human lắm luôn. Nhưng mà già này không có mana, bài trang bị bạn nãy bạn nào để ý trang bị thì bạn sẽ thấy bài này đi phép là vô địch luôn. Gnai bây giờ Gnai đi ngựa là xưa rồi anh em à. Gnai đi ngựa là xưa rồi, Gnai bây giờ người ta phải đi phép. 6 Gnai 6 phép. Đó. 6 Gnai 6 phép tại vì sao? Anh em vừa có đam, vừa có tăng mà vừa có đam phép, vừa có đam tay luôn. Rất là tuyệt vời. À, đó không? Mình nói rồi, xả 7 sớm mà. Hiệp 12 mình cầm level 7 mà mình cầm 20 tiền với bộ đó. Bây giờ mình để vô là mình ngon hơn ta một con rồi. Thằng đầu bảng cũng đang chơi rất ghê tại nó có 7 trận thắng liên tiếp cho nên là nó xả tiền được. Nó xả tiền nó lên 7 luôn. Mình thì mình có sách, mình thọt hơn nó một cái nhưng mà mình có sách. À, mình có sách thì mình vẫn có thể lên được level 7 luôn. Đó, bây giờ đụng thằng đầu bảng là mình trụng luôn. À, đụng thằng đầu bảng là mình trụng luôn, không nói nhiều. Đó, trời ơi, bạn thấy già trưởng chưa? Không, bây giờ già đi Gnai là người ta phải đi với phép. Gnai để hồi máu, để tăng cơ thôi, còn phép mới là câu đam chính. À, nói gì nói thì mình vẫn yêu cái sát thương phép nhiều hơn là cái sát thương tay. Cái sát thương tay thì bạn phải gọi là target đúng mục tiêu, còn phép đa phần là sát thương diện rộng. À, và cái lên giáp nó dễ hơn cái lên độ kháng phép rất là nhiều. À, nhưng mà nếu mà thằng nào mà biết chơi nó để ý thì bạn thấy thằng bạn thấy bạn đi phép rồi á, hoặc là nó thấy bạn dồn đồ cho cái con mà carry của bạn á là phép hoặc là đam là nó biết liền. À, là thấy lên phép là lên vĩnh hằng liền. À, thế giờ nếu mà đam tay là lên giáp xương liền đó, cho nên là cẩn thận hết sức có thể, giấu càng tốt, hoặc là sử dụng cái trang bị nào mà có thể chuyển đổi qua những cái con khác á, thì cái con đó nó sẽ rất là ok, còn hơn không là dễ bị bắt bài lắm. À, dễ bắt bài lắm, chỉ cần mà nó target vô đúng con đó thôi là thấy quải liền. Đó, đội trưởng được quá nhờ. Già trưởng cái nữa. Xoẹt, trời ơi, đi hai con nữa. À, già bây giờ nhiều điểm rồi đó, tại vì già của mình nó có cái trữ hiến tế, càng giết được nhiều người thì nó càng khỏe. À, 10 điểm hiến tế nếu mà cây này mà lên được quý trượng á thì nó sẽ thành 20 điểm. 20 điểm là 100% sát thương kỹ năng, à quên, 100% sát thương phép á, nó trưởng tới đâu là thốn tới đó liền bạn, chứ chẳng đùa đâu. Có thằng đầu bảng này nó xanh dữ đấy. Mà mình với nó thì chắc là gặp nhau sớm thôi, tại vì nó chính là nó phải thắng được mình rồi. À, thì mình mới thua rồi. What? Trưởng dữ, đúng rồi, già trưởng, trưởng nè. Anh em thấy chưa? Có già trưởng nó phải vậy anh em à. Ờ, già trưởng nó phải cỡ đó. Ờ, chứ trưởng ít hơn người ta, ta không có nể mà không. Ờ, trưởng cỡ đó, nó lại chẳng ăn cái chuỗi. À, lại chẳng ăn cái chuỗi đi. Đẩy lên 8 luôn nha. Bài này mà có tiền mà đẩy lên 8 cái luôn là đẩy lên. Ôi, ngon lành liền. Khỏe liền anh em ha. Khỏe liền, ăn được cái chuỗi cái đột nhiên cái muốn up 8 hiệp 16, hiệp sau mình xả sách cái là mình lên 8 được luôn á. Up 8 hiệp 16 là đúng kiểu chơi mất nhân tính luôn á. Pha này mình chỉ cần hiệp sau của mình up 8 một cái thôi là hiệp 16 á. Mà người bình thường nếu mà người ta hết hiệp 15 người ta mới up 7. Mình hết hiệp 15 mình up 8 luôn là đúng kiểu là chơi theo kiểu dạng là gắn máy bơm mà sao bơm ghê thiệt, đôn liên tục. Cái người hiệp quái rất rồi luôn. Nhưng mà mình nghĩ ba hiệp quái đầu mà nó rớt đồ phép kiểu đó thì hiệp quái này chắc cũng rớt đồ phép thôi. À, chứ không lẽ cho lẻ tẻ dữ vậy. À, nửa nạt nửa mở mình nó thiệt luôn, cái trận nửa nạt nửa mở là cái trận mà nó, nếu mình xanh luôn á thì không nói đi. Nếu một cái trận mà bạn nghe không, bạn ngang đi đối phương mà nó chỉ cần hơn bạn một trang bị thường thôi, à, trang bị ghép lại thường thôi đã là thấy thốn rồi, chứ đừng nói chi tới gọi là cơ bản còn hơn nữa.
Một trang bị thường thôi là bạn thấy hai thằng mà giống như nhau là solo nhau là thấy hơi bạch bạch rồi. Một trang bị thường thôi đó nha, chứ đừng nói chi tới là trang bị cuối. Trang bị cuối nó nằm ở cái tầm mà bạn không thể tưởng tượng được luôn á, anh hiểu không? Trang bị cuối là nó nằm ở cái tầm mà bạn cầm, đối phương không có, đối phương thua. Vậy thôi, chỉ nói vậy thôi, anh em tự hiểu. Dễ hiểu quá trời. Nhưng mà mình có 6 U Minh rồi. Có 6 U Minh bây giờ mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì? Già 2. Mà level 8 xây 4 tiền là ngon rồi. Level 8 xây 4 tiền là ngon rồi, cho nên là level 8 kiếm con già 2 nữa là tuyệt vời. Level 8 cầm con già 2 là tuyệt vời nhất có thể luôn. Ok, chuẩn được đấy. Già này phải già 2 rồi chuẩn nó mới hay chứ, nãy giờ già 1 ghê thấy không, nó hơi phèn. Thôi thôi đi rồi. Trời ơi, đi một sải luôn à. What the fuck. What the fuck. Giật xét, trời đất coi thua nữa. Mất cái chuỗi á. Ôi mất cái chuỗi đúng kiểu luôn các bạn, mất cái chuỗi đúng cây luôn á. Thà thua nhiều mình không nói. À thua nhiều là nó mạnh đó, mình thua nhiều đi không? Không. Thua kiểu vậy, thua vậy mình không không phụt. À không phụt. Trời dài rồi. Già hai ngựa hai có đây luôn bạn ơi, già hai ngựa hai luôn, được luôn. Cái này ngựa hai chắc là lên sớm tại vì ở đây quay được. Ở đây có thể xoay được, ở đây có thể xoay được ngựa hai, còn già thì hết xui nha. Ở 8 thì nó chưa ngon lắm. 9 thì nó sẽ được hơn nhưng mà mình nghĩ là 8 là cũng đủ rồi. Con già mình mà cầm được con già hai thì bên kia quỳ xuống hết cho mình. Chỉ cần cầm được già hai đó, đúng rồi, chó còn sống rớt một sách, ổ rớt bốn sách chứ quên. Được. Wow. Thôi chết tôi rồi. Ngựa hai là có nhưng mà già hai vẫn chưa. Chà, bây giờ bài này già 2 thì mới có cửa thắng bạn ơi. Mặc dù mình đang đứng đầu bảng nha. Nhưng mà bây giờ set up bài Knight thì chưa có đủ. Thiếu slot. Bây giờ set up bài con già này trưởng phép là ok nhất. Chứ còn mà về sắp xếp vào Knight bây giờ chưa đủ. Để thượng đẳng hoặc là level 10 cái đã là sắp xếp vào Knight sao. Trời ơi, nó trưởng. Cái đó là trưởng chay với các bạn. Già chưa gồng hết lực đó nha, mà đã trưởng như vậy rồi thì cỡ như mà già gồng hết lực thì nó trưởng cỡ nào. Rồi nó coi thua nữa, sao hay thua mấy thằng Knight này quá. Đây rồi, có rồng các bạn, bán con chó đi mua rồng vô. Tại sao chó này nói chung nó cũng không có nằm trong bộ Knight đó bạn, đưa bộ Knight vô là ok rồi. Ồ heo Knight luôn, quá được nha, lên 2 sao luôn. Nó lại chẳng ăn tiền, đưa vô thay Swordman ra thôi. Tôi thay suối Workman lấy 4 con Knight ngon. Thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương, bây giờ nó trâu rồi đó bạn. 6 Knight thì nó còn trâu nữa nhưng mà cỡ này thì ok rồi đó. Trưởng nó đau lắm. Bây giờ phải già 2 kìa. Già 2 thì mới có cửa thắng. Chứ già 1 không ăn thua đâu bạn ơi, mà nó thiệt già 1 không ăn thua đâu. Mặc dù bạn có đồ đó nhưng mà già 1 nó vẫn là già 1 phải không? Ôi thôi. Được luôn mà, trời 4 sách nữa vào mồm này, chuẩn bị sách đó. Trời sao không lên con già hai mà lên con đồi so với con dơi. Ôi ôi quá bực mình luôn. Khó chịu thật sự luôn. Bây giờ già này có 1 rồi, bây giờ 8 chắc xoay thôi, không lẽ gì up 9 luôn ta. Ấp 9 mà để xây già 4 tiền nghe hơi bệnh. Trời ơi, lên hết luôn bạn ơi. Lên hết đội hình luôn mà. Có con già ra rất là sớm nhưng bây giờ chưa ra thêm. Thôi không sao, từ từ nó sẽ ra. Từ từ nó sẽ ra thôi bạn. Co hiệp 20 rớt cái gì đã. Rớt tao 2 cây gậy gỗ cũng được. Không phải lên 2 cây gậy phép cũng được để làm gì. Lúc đó mình lên một cây quý trượng, một cái mình để dưới là đẹp.
Chà, trang bị vậy chết tôi rồi, không có cái gì để chơi luôn á tơi. Ồ, trang bị vậy chết thiệt luôn á, không có một cái gì luôn. Bây giờ chắc là xoay thêm thôi. Trời ơi, heo cần ai nữa, già đi anh trai ơi. Già hai đi. Không, không xong rồi. Già một này chắc gãy quá. Nhưng mà dễ gì thua được bạn, phải qua tụi cần ai này mới tới bệnh. Wow. Nữa bây giờ là thiếu già với lại rồng. Rồng không cần thiết, già mới quan trọng. Già đam chính mà, trưởng nè. Đó, bạn thấy gì chưa? Bạn thấy gì chưa? Đó là rồng, nó rồng sơ sài thôi đó nha. Mà trưởng cái bên kia còn máu không? Hết con mẹ nó máu luôn. Trời ơi, nó khỏe dễ sợ. À, xử hết sách luôn, đẩy lên chín luôn. Bây giờ xây chín mà không ra già nữa thì tao cũng ạ mày luôn. Xây chín mà không ra già nữa, đấy đó không? Chín mà không ra nữa thì cũng ạ mày luôn. Phải ra chứ, rồng luôn quá ngon. Rồng luôn quá ngon luôn. Bây giờ lấy con này ra để vô lấy sáu gần ai sáu hu mình, xong cái ép thêm sáu phép nữa. Trời đất ơi, nó đẹp, nó êm, nó êm vô địch thiên hạ luôn bạn. Ôi ơi, hàng ghi bản nó đang có 5 trận thắng liên tiếp. Đà, già hai khác các bạn ơi. Hồi nãy già một tao còn nương tay, chứ già hai trưởng là chết đó. Trưởng là chết mà, đã nói rồi, già hai trưởng là đi, không có nhiều. Bốn sách nữa, chuẩn bị lên level 10 luôn, già luôn, quá dữ. Già luôn mà bạn, cái này nó điềm. Cái này điềm lắm, cái này tự nhiên đột nhiên mình thấy điềm lắm nha. Già đây ra mới ra một con từ sớm, xong xíu nữa ra, xong rồi nhờ mới ra thêm nữa. Ôi chà, càng 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 càng. Này nè, nếu mà như vậy thì cái này là chắc chắn là sử dụng để tăng rồi. Đam chính là bạn biết ai đam rồi đó. Ngựa bây giờ cũng hơi nhiều đam, ngựa bây giờ cũng trăm mấy rồi đó. Nhưng mà phần tử để ép ngựa ba bây giờ chắc có vẻ không có, tại ngoài hàng dự bị không có, mà hiệp 23 rồi. Khả năng ép được ngựa ba dáng này thấp, hoặc là phải kéo dài ra dữ lắm kìa. phải phải kéo dài ra dữ lắm kìa, chứ còn không là căng đấy bạn. Và phải kéo dài ra kinh khủng kìa. Chú ồ, hai già chuẩn. Oh my god, có chuẩn cái gì vậy trời, được quá nha. Jeez. Wow, có chủ chủ ở thấy nó đi quân nó rẹt qua một cái là bên kia còn ai không? Không còn ai luôn. Ồ, cái đường đi của cái đường trưởng nó giống như là giống như kêu bằng cái gì ta, cái phim mà trái đất ngừng quay và mấy cái phim đó, cái lốc nó giống như là cái mấy cái con mà nó bay 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 vậy đó, đi tới đâu là nó ăn sạch hết. Ồ, nó ăn sạch hết ráo luôn mà. Rồi sao đưa này vô lấy sáu gần ai được rồi đó, tại nãy giờ mình không có đưa vô, tại thấy nó còn một sao, tính để con này gây hiệu ứng khống chế với mình về sáu gần ai là khỏe quá rồi. Rồi sáu gần ai giờ sao thua bạn? Đam mình có, bây giờ có hồi máu thì sáu gần ai nó thua kiểu gì? Nó thua đi. Đó nè, thua nè, 10.000. Trời ơi. 10.000 nó trưởng. Quá ghê luôn chứ không phải đùa đâu nha. 70 tiền, bây giờ chắc là xả tiền 10 lên thượng đẳng luôn. Xả tiền 10 lên thượng đẳng luôn, cố kiếm xấu xấu ơi khoan từ từ, hiệp quái trời, thằng gì bản nó cũng ác chơ. Thằng gì bản nó cũng ác cơ, nó đi 6 mét, 6 goblin 6 mét nhưng mà trúng ngay thằng ông nội đi đi phép. Trời ơi, đời em đen lắm. Đời bạn đen lắm, nhưng mà nó cũng xanh, nhưng mà bạn biết sao? Nó gặp mấy thằng yếu yếu nãy giờ 6 mét thì chắc nó cũng lượm được mấy cái xoay miễn phí rồi. Nãy giờ nó có chuỗi 8 mà chắc chắc là nó thắng à. Chuỗi thắng thì khả năng cao là nó xoay miễn phí cũng ghê đấy. Nếu mà thằng này mà nó lên đồ kháng phép thì mình cũng hơi ớn ớn. Mà để coi, mình trâu. Trâu thì cờ nai không ai qua khỏi, mà cái team thượng đẳng mà cờ nai như mình đang build nè. Gọi là team bất khả chiến bại. Bất khả chiến bại, có đam,
có đầy đủ, có phòng thự, có kháng phép, có giáp, có hồi máu, có đam tay, có đam phép, muốn gì bạn muốn gì, muốn gì có đó, à, muốn gì có đó, team này là team muốn gì có đó bạn ơi. Ok luôn, trời ơi nó quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thiếu phép rồi, bây giờ là lấy ba rồng, lấy ba rồng phải lấy được hai con rồng phép lẫn rồng một với rồng ba. À, lấy hai rồng phép thì rồng 1 với rồng 3 thì chúng ta mới có thêm hai phép nữa, với lại thêm một phép level 12 nữa là xong. Rồi, thằng nhì bản tới đây, à, quỳ xuống đưa 8 tiền cho tao là đẹp à. Cỡ này thì nó phải thắng nữa bạn, cỡ này thì thằng 6 mét đó nó phải dữ dằn kìa. Nhưng mà 6 mét thì Goblin hôm nay được buff cũng khá là nhiều. Rồi, nói chung là Goblin cũng được buff khá là nhiều chứ không phải là không phải là tệ cho bạn. Nhưng mà đối với mình, Goblin thì mình quen quá rồi. Goblin thì mình có thể gọi là tự setup mình lựa được. Cái gì vậy trời? Ôi ôi, Hunter biến mất, Hunter tàn hình. Dưỡng con cái Hunter mất tiêu. Đây rồi, có rồng 3 tiền luôn rồi à. Bây giờ kiếm rồng 1 tiền đó là lụm tiền, đúng rồi, đưa cái này vô. Ôi ôi, đồ đạc kìa. Đồ đạc như vậy thì thượng đẳng tới nơi rồi, 12 rồi. Như vậy, ôi ôi, lấy cái trượng thần bí, lấy cái bảo các bạn. Lấy cái bảo, tại sao là cái bảo? Tại sao là cái bảo? Đố bạn, bạn nào nói cho mình tại sao là cái bảo đi. À, thôi đây rồi, có God of Thunder luôn mới ghê. Tại sao là cái bảo mà không phải là cái khác? Bảo đảm có nhiều anh em chưa biết đâu. Tại là cái bảo là sao? Tại vì mình đi với Goblin. Goblin Max là nó thường là sao? Những cái con 5 tiền có kỹ năng mà bảo thì sao? Câm lặng. Nó dễ hiểu đúng không? Câm lặng mình trưởng trước, mình chắc chắn mình sẽ câm lặng nó. Mà câm lặng nó không ra được chiêu, mình trưởng nó chết luôn thì là mình lời đúng không? Nè trưởng nè, nè câm lặng liền. Bơm 2 có ra được bơm đâu à, chết luôn. Thấy chưa? Cái bảo nó quan trọng à, cái lên cái khác cũng được. Nhưng mà cái pha đó, cái trận này lên bảo nó mới tuyệt vời. À, chứ còn mà lên cái khác chưa ngon. Có thể lên gậy hát cũng tốt, nhưng mà lên pha bảo là lên tuyệt vời nhất. Tại sao? Thì đó anh em thấy rõ ràng. Rõ ràng là tại sao đi với nó là có kỹ năng. Những con có kỹ năng cầm bảo mình sẽ câm lặng nó trước. Mà đối với con già của mình bây giờ á, một cây gậy hát, một cây gậy quý trượng với lại một cây tù và thì chắc chắn là mình sẽ có mana đầu tiên. À, mình có mana đầu tiên, mình chỉ cần gồng một cái thôi là nó câm lặng. Rồi xong. Cái già này quen lắm à, cái già này quen lắm bạn ơi. Không biết mấy bạn có thấy quen không, chứ cái già này mình quen dữ lắm à. Mình cầm cái bảo là mình biết rồi, hồi mana nhanh rồi. Còn thêm cái tù và nữa à, rồi còn nghỉ hết nữa. Nghỉ hết cũng có một cái cục 30 điểm mana ở trong đó nữa. Nè bây giờ già vô trận là trưởng luôn. Già vô trận là trưởng liền. Đó nè, đó thấy không, trưởng liền mà. Cái này thì chơi này, thì chơi này không có tuổi, không có tuổi nào hết. Ok. Ôi, không có tuổi nào hết. Xong luôn 12, để con này vô 6 phép luôn. Ôi ôi, 6 phép, 6 human, 6 grenade nha bạn. Ghê thiệt. Mình tính ra mình build đồ hình cũng giữ, build hình có 12 con nhưng mà build tới hồi 18 luôn. Còn 5-3 rồng nữa chứ, ghê không? Đó, đội hình này giờ bạn nghĩ thua, thua kiểu gì? Thua kiểu gì? Thua bây giờ thua kiểu gì? Bây giờ mình chờ lên già 3 mà. Mình có mình thấy khả năng lên già 3 nó cao dữ lắm nha. À, khả năng trận này nó lên già 3 cao à. Lên già 3 cao lắm à. Mình thấy cũng phải 90% á. Đây là... đây là 80% mà nè. Ồ, đây là 80% rồi đó. Cái này để thấy là có vẻ như là hơi cao đó nha. Phải xoay thêm mấy phát nữa. Nếu mà ra một con nữa thì chắc chắn lên 3. Ui là hết hồn. Ra một con nữa thì khả năng cao lên 3. Chứ không có. Ôi, thêm một cây gãy hát nữa đi. Thêm một cây gãy hát vô già nữa. Tăng thêm sát thương cũng được. Wow, quá đáng thiệt luôn anh trai ơi. Ồ, quá đáng được luôn anh trai ơi.
này chừa 27 tiền để đánh hiệp quái xong xoay con già ba. À, già ba bây giờ mình nếu mà rùa hiệp quái biết gì ngon nhất là gì không? Cho mình cái gậy tà ác. Để cái gậy tà ác với lại một cái gậy hack nó sẽ hai cái nó khác nhau, nó sẽ không có ăn cái nội tại duy nhất. À, trời ơi, này nó trưởng lại lại ngập mồm, này trưởng dây thì ngập mồm, già ba nó thì thôi, quỷ diệt. À, tim bất khả chiến bại, trời ơi, nó liêu quái kìa. Ôi, biến thái thiệt. Ôi, rồi, hay thật sự luôn, có luôn. Trời ơi, heo canai luôn. Heo canai này nếu mà lên được 3 sao cũng to cũng ngon. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, heo canai luôn. Ôi, già. Mẹ bắn hai con ngựa đi. Muốn già này vô rồi, xoay tiếp. Nữa. Nữa. Nói gì đi bạn? Bạn nói cái gì đi? Bạn nói cái gì đi? Nè, đó. Ôi con ngựa 235 dam nha bạn, ngựa 2 nha. 235 dam. Cộng thêm đó nha, trời ơi, con ngựa đó bây giờ tôi cũng thuộc dạng gia chú chứ không phải đùa rồi, bạn coi con già nó lấp lánh đã không? Cái skin con già này rất đẹp nha bạn, mình đánh giá skin con già này của mình cũng phải 10 điểm. 12 điểm luôn. Nếu mà 3 sao là 12 điểm luôn, lấp lánh đã không? À, nhưng mà cái skin này là cái skin của một trong những skin cuối cùng nó có 3 mảnh đấy. À, trời ơi, 43.000 đam. Chơi cái kiểu gì vậy trời. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới, anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Amai Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi, chào mọi người. Bye mọi người.